Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm ác mấy cũng không thắng được dân. Vậy là thêm một vụ lừa thế kỷ. Viện Kiểm sát đã mớm cung cho các bị cáo nhận tội đừng kháng cáo. Nếu bị cáo kêu oan thì các luật sư sẽ khai thác được nhiều tình tiết hơn để khẳng định thân chủ bị oan. Nếu chỉ xin giảm nhẹ, tức là nhận tội thì luật sư không giúp gì được nhiều. Các luật sư ngây thơ, tin tòa còn chút nhân tính, nhưng hóa ra tất cả đã bị lừa. Một bản án phi nhân tính và bất công, một vụ án thách thức lương tri và làm đau lòng nhiều người dân trong cả nước. Đây là hình ảnh 14 vị luật sư bào chữa cho dân làng Đồng Tâm trong phiên tòa phúc thẩm vừa qua. Vụ án đánh vào nông dân giữ đất là vụ án oan của nhân dân. Đến giờ này, nhiều người vẫn chưa hiểu. Chính quyền truy sát cả ba thế hệ của một đảng viên 84 năm tuổi đời, 56 năm tuổi đảng nhằm mục đích gì, đe nạt ai, họ đã rất dã man, giết ngay người đảng viên này và mổ bụng, phanh thây. Ác hơn cả thực dân phong kiến. Thực ra câu trả lời được bà Bùi Thị Nối, con gái nuôi của cụ Kình nói rằng, ném thẳng vào mặt chủ tòa phiên tòa bằng những câu hỏi như sau, đảng có giết đảng hay không? Tại sao có luật pháp mà không thi hành? Bà lặp đi lặp lại câu hỏi ấy đến những 5 lần tại phiên tòa. Luật sư Đặng Đình Mạnh tối ngày 8 tháng 3 đã kể về cái tư thế hiên ngang của người phụ nữ có dáng vẻ lam lũ đứng lên chất vấn hội đồng xét xử. Thật ra những câu hỏi đanh thép, cho dù chữ nghĩa của bà không đủ giúp bà tự viết một lá đơn kháng cáo mà phải nhờ vào bạn tù tạm giam. Nhưng chất vấn của bà Bùi Thị Họa Nối hoàn toàn rơi vào tinh không. Chính bà mới là người xét xử. Mối hận sẽ đi vào thiên sử. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho hai trong số 6 bị cáo kháng án, viết trên trang Facebook cá nhân của mình dòng trọng thái ấy. Những vi phạm về thủ tục tố tụng một cách rõ ràng và nghiêm trọng cùng những điểm mờ của vụ án vẫn bỏ ngỏ. Đáng nói nhất là nghi vấn về nguyên nhân tử vong của ba sĩ quan cảnh sát cùng hiện trường vụ án vẫn không được làm rõ. Kế hoạch 419A của Công an thành phố Hà Nội vẫn nằm trong vòng bí mật. Nhận xét của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc với đài FA vào ngày 9 tháng 3, ngay khi phiên phúc thẩm kết thúc sớm một ngày so với dự kiến như vậy. Đi vào lịch sử và nhắc lại lịch sử để thấy Cộng sản ngày nay còn vượt xa cả thời thực dân phong kiến về sự tàn ác và bất lương. Hà Nội đã xét xử vụ Đồng Tâm, làm nhiều người nhớ lại vụ Đồng Nọc Nạn thời Đông Dương thuộc Pháp, một vụ án nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh vào những năm 20 của thế kỷ trước. Hai công tố viên người Pháp đã buộc tội những kẻ đến cướp đất của một gia đình nông dân và kết quả là tòa hầu như đã thoa bổng cho gia đình của bị can. Đây là hình ảnh di tích Đồng Nọc Nạn ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Chủ nghĩa thực dân đã đưa ra một bản án không thể nào công bằng và nhân ái hơn và để lại cho Việt Nam một di tích lịch sử cấp quốc gia ở tỉnh Bạc Liêu. Những người thiết kế ra vụ Đồng Tâm ngày nay thậm chí còn vượt xa cả Tào Tháo bên Tàu. Một miền đất vốn đã khét tiếng là nơi có nhiều kẻ mưu sâu kế hiểm. Ngày xưa đầu quân cho quan coi Vương Hậu bị Tào Tháo mượn để tránh lòng quân sinh biến. Còn ngày nay thời xã hội chủ nghĩa của Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì đầu của đảng viên Đảng Cộng sản Lê Đình Kình cũng bị mượn để ngăn lòng dân nổi dậy, oán giận. Cả hai hết sức giống nhau ở chỗ Vương Hậu và cụ Kình đều vô tội. Nhưng lại khác xa ở cấp độ cái ác. Trước khi bị chặt đầu, Vương Hậu còn được Tào Tháo giải thích rằng ta mượn đầu ngươi để dẹp yên lòng quân sĩ, và ta cũng biết nhà ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì quân sĩ sẽ sinh biến. Sau khi người chết, vợ con ngươi, ta sẽ nuôi, ngươi đừng lo. Với cụ Kình hoàn toàn ngược lại, trước khi bị giết, cụ còn bị chính các đồng chí của cụ xỉ vả, tra tấn và chết rồi mà vẫn bị phanh thây, moi gan, moi ruột. Gia đình cụ còn bị bồi thêm hai án tử hình nữa, một chung thân và y án 112 năm tù dành cho các con, cháu và người thân của cụ. Theo giáo sư, tiến sĩ Hoàng Xuân Phú, viện sĩ thông tấn của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nhân văn Heidelberg và Viện Hàn Lâm Khoa học Đức,
viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học các nước trên thế giới, chính quyền Việt Nam có thể giải quyết tranh chấp ở Đồng Tâm một cách êm thấm. Nhưng ở đây họ cố, sự cố đã được tận dụng như một cơ hội hiếm hoi, cơ hội để khuếch trương sức mạnh của bạo lực chuyên chính nhằm dằn mặt toàn dân Việt Nam với hàng trăm triệu người phải câm lặng. Đây là hình ảnh 3.000 lính đặc nhiệm của Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tấn công vào làng Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, đã giết chết cụ Lê Đình Kình và bắt đi 30 người dân của làng này. Cơ hội để thực tập tấn công, chấn áp người dân trên quy mô lớn. Vâng, không còn phải đóng giả như diễn tập, tất cả là hết sức thực, tấn công thực, đàn áp thực và bắt bớ thực, và giết người dân cũng rất thực. Nhưng thắng dân chỉ là ảo tưởng của Bộ Đồng Tâm, thật ra chẳng có gì phải điều tra, bởi các phạm nhân ở đây đã tự thú một cách trừng cháo nhằm đe dọa và chấn áp nhân dân bằng cách sau khi hành hạ oán chết cụ Kình, họ còn mang thi hài của cụ đi phanh thây rồi khâu lại để đặt vào chỗ đã gây án một cách hết sức dã man. Họ đã đối xử với người đồng chí của họ ghê rợn như vậy. Thật là vượt ra ngoài khoảng tưởng tượng của con người và dã man hơn cả loài cẩm thú. Nhà văn Tọa Di Anh đã gửi một lời nhắn trực tuyến đến Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc rằng một chính quyền lấy dân làm gốc sẽ không hành xử như những gì đã xảy ra tại Đồng Tâm và các ông phải chịu trách nhiệm về chính những gì đã xảy ra. Lời bài hát Lửa đã cháy và máu đã đổ nhằm khích lệ người dân chiến đấu chống giặc Tàu xâm lược năm xưa. Ai ngờ lại hiện hiện không thể sinh động hơn ở chính nơi có thể coi là biểu tượng của tinh thần ái quốc. Nhà văn Tạ Duy Anh cảnh báo tiếp như sau. Chính quyền của Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm muốn thông qua Phủ Đồng Tâm với việc huy động hàng ngàn quân để sau đó triệt hạ gần như toàn bộ gia đình cụ Lê Đình Kình và gửi đi một thông điệp máu và sắt với toàn thể hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Nhưng các vị đang gửi đi một thông điệp sai lầm và hết sức nguy hiểm cho chính quý vị và tất nhiên cho cả tương lai của đất nước này. Các vị chớ quên rằng dù vĩ đại ngang với trời đất thật đi nữa thì đảng quý vị cũng chui ra từ những cái háng của nhân dân. Các vị không thể chiến thắng được nhân dân. Những kẻ thực thi tội ác trong vụ Đồng Tâm khiến chúng ta nhớ đến những sĩ quan cận vệ SS của Hitler trong Thế chiến thế giới lần thứ hai, được mô tả trong tác phẩm Eichmann ở Jerusalem là ký sự pháp đình, một phóng sự về sự tầm thường của cái ác. Đây là hình ảnh bà Bùi Thị Nối tại phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, khi được gặp luật sư Ngô Anh Tuấn, bà Nối chỉ vào lỗ thủng lớn trên cổ vai trên chiếc áo bà mặc và nói: "Mong các luật sư đòi lại công bằng cho tôi, họ đã bắn tôi chảy máu lênh láng." Eichmann đã tham gia vào cuộc đầu độc hàng triệu người dân Do Thái ở Auschwitz và bị kết tội diệt chủng ở tòa án Nürnberg vào năm 1945. Sau đó, hắn chạy trốn sang Argentina và bị biệt động Israel bắt cóc mang về Jerusalem xử lý tội diệt chủng người Do Thái vào năm 1960. Tại tòa, hắn vênh váo, dương dương tự đắc, coi các cái ác và giết người hàng loạt là việc quá tầm thường. Hắn chỉ mẫn cán thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Hắn không phải là hiện thân của lòng căm hờn hoặc rồ dại, cũng không phải là cơn khát máu khôn nguôi, mà là cái gì đó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Đó là bản chất phi nhân tính của chính cái ác bên trong một hệ thống đóng kín điều khiển, nhằm triệt phá không chỉ thân xác mà chủ yếu là tinh thần của các nạn nhân do chúng chọn ra. Khi nhận các huân chương và bằng khen của chính phủ, các chiến binh của công an nhân dân có công trong sự thật Đồng Tâm đã trở thành hiện thân của Eichmann ở thời đại Hồ Chí Minh. Suy cho cùng, điều này cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm, nếu nên nhớ rằng tất cả chúng ta từng hất vang trong những giờ phút nghiêm trang nhất lời ca sát khí đằng đằng rằng thề phanh thây uống máu quân thủ. Và trong sự thật Đồng Tâm, công an nhân dân thành phố Hà Nội đã đổ cái sát khí đằng đằng ấy lên đầu lên cổ đồng bào của mình. Đau xót thay, bà Bùi Thị Nối rất đứng kính mến và đảng không giết đảng một cách tràn lan. Đảng chỉ giết đảng khi đảng viên nào thấy thách thức quyền lực của đảng trong những thời điểm được chọn lọc theo lệnh quan thầy hay do xung đột lợi ích lên đến đỉnh điểm như vụ Yên Bái chẳng hạn. Từ cách mạng vườn chuối cho tới tiêu diệt quân
dân của Đảng, từ cải cách ruộng đất tới vụ chống Đảng của những đảng viên xuất sắc nhưng bị gán cho tội là đi theo đường lối xét lại hiện đại của Liên Xô, vân vân. Lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo cách của nó, hoàn toàn không đếm xỉa để đến như lời cáo trạng bỏ túi, dùng để khép tội 29 nông dân dám chống lại một nhà nước độc tài và toàn trị như chính quyền của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh hai ông Lê Đình Chức bên trái và Lê Đình Công bị y án tử hình tại phiên tòa phúc thẩm xử 6 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội vào hôm 9 tháng 3 năm 2021. Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đụng độ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm đã kết thúc sớm hơn dự định khi một tòa án cấp cao ở Hà Nội giữ nguyên mức án sơ thẩm, trong đó có hai bản án tử hình cho các con trai cụ Lê Đình Kình, người bị công an bắn chết trong vụ đột kích đầu năm ngoái. Trong số 14 luật sư bảo chữa cho 6 bị can trong phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 tháng 3, luật sư Nguyễn Văn Miếng và luật sư Đặng Đình Mạnh cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết như vậy sau khi phiên tòa kết thúc vào tối hôm 9 tháng 3. 6 người bị tuyên y án nằm trong số 29 người dân Đồng Tâm bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt trong vụ sơ thẩm hồi tháng 9 năm ngoái về tội giết người và chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ đột kích, trong đó 3 công an viên đã tử vong. Tòa án đã tuyên y án cho 6 bị cáo kháng cáo, trong đó có 2 án tử hình, 1 án trung thân, 1 án 16 năm, 1 án 13 năm và 1 án 6 năm. Luật sư Miếng đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sau khi tòa đưa ra quyết định y án vào lúc 7 giờ tối ngày 9 tháng 3 như vậy. 2 bản án tử hình được tuyên cho 2 người con trai của cụ Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức với cáo buộc chủ mưu cầm đầu vụ giết người. Trong khi đó, một người cháu của cụ Kình, Lê Đình Doanh, bị tuyên y án chung thân với tội danh như trên. Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tuyến, những người bị cáo buộc là cùng với các bị cáo trên chủ mưu cầm đầu, vừa chỉ đạo vừa trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm tội, bị y án lần lượt là 16 năm và 13 năm tù. Tòa cũng y án đối với bà Bùi Thị Nối, người bị tuyên 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, mức án cao nhất trong số 23 người bị kết tội về tội danh này đã được đưa ra. Và với việc y án tử hình những người con và cháu cụ với tội chung thân, thì rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định họ sẽ tiếp tục đối đầu với 100 triệu người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021 với bản tin Đồng Tâm ác mấy cũng không thắng được dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.